Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ nói về chủ đề introvert và extrovert. Thực ra thì mình cũng không biết tại sao các bạn lại muốn mình nói về chủ đề đó, tại vì mình không phải chuyên gia tâm lý và mình cũng không nghiên cứu về tâm lý gì cả. Chắc là tại vì thỉnh thoảng mình hay nhắc tới là mình là người extrovert, còn Phan Anh là người introvert. Thì có thể là các bạn tò mò không biết là tụi mình cân bằng cuộc sống ra sao, rồi hai người với hai thái cực như thế thì sống với nhau như thế nào. Tuy là mình không biết nhiều về cái chủ đề này, nhưng mà vì là muốn làm cái video này nên mình đã đọc một chút và cũng xem một số các cái video khác ở trên kênh YouTube. Và sau khi mà mình tìm hiểu xong ấy thì mình nhận ra là những cái gì mà mình biết về introvert và extrovert có khi không hoàn toàn đúng. Có rất nhiều điểm mà mình lại giống với cả introvert, và ngược lại cũng có rất nhiều điểm mà Phan Anh lại giống với cả extrovert. Tức là có lẽ là mình đã nhận định bản thân sai. Và vì thế nên mình muốn chia sẻ với các bạn, để nếu như các bạn mà chưa biết giống như mình thì các bạn có thể biết thêm các cái thông tin đấy để có thể nhận định bản thân đúng hơn. Thực ra thì cái việc là introvert hay extrovert nó cũng không phải quá quan trọng, tức là nó cũng không phải là good hay là bad, tức là không có gì hơn cái gì cả. Mỗi cái nó đều có ưu nhược điểm riêng. Nhưng mà nếu như mà bạn biết rõ bản thân mình hơn thì có thể trong một trường hợp nào đó rồi bạn cũng có thể dễ cảm thông cho mình, dễ hiểu được là tại sao mình có hành động đó, và cũng dễ hiểu người khác hơn. Nên biết nhiều hơn thì càng tốt thôi. Ok, chúng mình bắt đầu nhá. Đầu tiên là nhiều người hay đánh giá là cái việc là introvert hay là extrovert là dựa vào cái khả năng giao tiếp của họ. Tức là nhiều người nghĩ rằng là những người hướng nội introvert ấy thì họ thường là ít nói này, rất là ngại ngùng khi giao tiếp, không thích tiếp xúc với nhiều người. Còn ngược lại thì người extrovert thì lại rất là quảng giao, hào sảng, rất là thích nói chuyện, thích giao tiếp với cả người khác và rất là tốt trong cái việc giao tiếp. Gọi là khả năng communication skill rất là tốt ấy. Nhưng mà thực ra ấy, cái bản chất để đánh giá ai là introvert hay là extrovert lại không phải dựa vào cái khả năng giao tiếp, mà nó dựa vào việc bạn lấy năng lượng từ đâu. Nói đại loại như kiểu nói một cách đơn giản là chẳng hạn như là sau một ngày làm việc rất là vất vả thì người introvert họ sẽ thích là ở yên tĩnh một mình, về nhà đọc sách, nghỉ ngơi, thư giãn, ngâm mình trong bồn tắm, nói chung là ở một mình, vì cái việc mà tiếp xúc với nhiều người làm cho họ bị mất năng lượng. Còn ngược lại, đối với người extrovert thì họ lấy năng lượng từ người khác, vì vậy nên sau một ngày mệt mỏi họ cần thêm năng lượng thì họ đi đàn đúng với bạn bè, party, đi bar, đi quẩy các thứ đó. Thì cái bản chất của nó rằng là bạn lấy năng lượng từ chính bản thân bạn hay là bạn lấy năng lượng từ người khác. Nếu như mà bạn cần phải nạp năng lượng từ chính bản thân mình, tức là ở một yên một mình thì bạn mới cảm thấy được nạp năng lượng, thì bạn là introvert. Còn nếu như mà bạn cần phải tiếp xúc với người khác để bạn có thêm năng lượng thì bạn là extrovert. Thì đấy là cái mấu chốt mà họ quyết định rằng là bạn là introvert hay là extrovert. Tại vì introvert hay extrovert nó có rất nhiều các cái biểu hiện, tức là nhiều các cái dấu hiệu, các thứ khác nhau, và không phải ai cũng có dấu hiệu y hệt như thế. Tức là không phải là bạn là introvert thì bạn sẽ có 100% các dấu hiệu như vậy, tại vì nó cũng chỉ đúng với người này và người khác. Và thực tế, tuy là hai khái niệm đấy nó rõ ràng nó khác biệt hoàn toàn như vậy, nhưng mà thực tế thì rất ít người mà nghiêng hẳn về một thái cực nào, mà đa phần mọi người sẽ là ở mức ở giữa. Tức là có người thì hơi nghiêng về bên này, có người thì hơi nghiêng về bên kia, nhưng mà đa phần là mọi người là sẽ ở cái mức chung chung ở giữa đó. Còn rất là hiếm người mà hoàn toàn là cực đoan nghiêng về introvert hay là extrovert đó. Thế nên có rất nhiều các cái biểu hiện mà bạn có thể thấy rằng là có introvert nhưng mà bạn cũng có, hay là có extrovert mà bạn cũng có. Thì đấy là cái trường hợp của cả mình và Phan Anh. Khi mà sau khi đọc kỹ hơn rồi thì mình mới thấy là bọn mình có cả hai đặc điểm đấy, chứ không phải là hoàn toàn là extrovert hay là introvert như là mình đã lầm tưởng. Trong một cái bài báo mà mình đọc ấy, thì khi mà người ta xem xét não bộ của người introvert và extrovert thì họ thấy rằng là người introvert rất dễ bị kích thích bởi các cái hành động như kiểu là ghi nhớ này, lên kế hoạch này, quan sát này và giải quyết các vấn đề. Trong khi đó người extrovert thì lại dễ bị kích thích bởi các cái hành động mà trải nghiệm, tức là cần phải tương tác, nghe, nhìn, ngửi, sờ, nắn các thứ. Và ngoài ra thì não bộ của người introvert ý, thì dễ đạt được cái sự kích thích hơn so với cả não bộ của người extrovert. Tức là cùng với cả một cái độ tương tác ý, thì người introvert có thể đạt được mức độ này, trong đó người extrovert chỉ là mức độ này thôi. Và nếu mà nhiều hơn quá ý, thì người introvert sẽ bị quá tải và họ cần phải thu mình lại để lấy lại năng lượng. Còn người extrovert thì lại càng cần phải có sự kích thích đấy để đạt được cái mức độ gọi là lên đỉnh. Ừ đấy, đạt được mức độ như thế này đó. Và chính vì cái sự khác nhau về mặt não bộ như thế thì họ cũng sẽ có các cái biểu hiện khác nhau. Và khi xem xét các biểu hiện này thì mình mới thấy rằng là mình có cả hai bên. Cứ mình cùng xem nhé. Đầu tiên là vì cái
sự tiếp nhận kích thích như thế, nên người introvert thì có xu hướng là tập trung làm một việc, one task, còn trong khi đó người extrovert thì có xu hướng là multitask, tại vì họ có thể chịu được nhiều cái kích thích cùng một lúc. Vì vậy nên họ sẽ prefer là multitask để có thể đạt được việc hiệu quả hơn. Còn người introvert thì họ không thể chịu được cái mức độ như vậy. Và đồng thời thì người introvert thì lại có khả năng kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn tại vì họ họ nhận được cái sự kích thích qua cái quá trình mà tiếp nhận thông tin, quan sát và tự ngẫm. Gọi thế thì họ kiên nhẫn hơn với các cái công việc mà đòi hỏi cần phải ngồi một chỗ này, tự suy luận này, chẳng hạn như là đọc sách này, nghiên cứu này, rồi nếu như làm sai thì cũng sẵn sàng kiểu làm lại và nghiên cứu lại. Trong khi đó thì người extrovert thì lại mất cái kiên nhẫn hơn, tức là họ nếu như họ ngồi một chỗ thì họ sẽ bị mất năng lượng rất là nhanh, tức là họ cần phải tương tác liên tục như vậy thì họ mới có thêm cái năng lượng, nên nhìn chung là họ sẽ không phù hợp với các công việc mà cần phải nghiên cứu nhiều, mà sẽ phù hợp với công việc mà phải giao tiếp nhiều như kiểu teamwork này, bán hàng này, marketing này, social này, các cái công việc mà phải tiếp xúc với cả người khác và liên kết với cả kiểu nhiều hoạt động xảy ra cùng một lúc, chứ không phải là một việc cứ lặp đi lặp lại đấy. Còn người introvert thì họ sẽ hợp với các việc mà có thể ngồi lì một chỗ, ví dụ như là coder này, kỹ sư này, các nhà khoa học này, hay là các cái họa sĩ, nghệ sĩ, những cái người làm sáng tạo đó. Chính vì vậy nên nếu mà nhìn bên ngoài thì có vẻ cảm giác như là người introvert thông minh hơn người extrovert, nhưng mà thực ra thì cái việc thông minh hơn hay không ấy, nó không liên quan đến việc là bạn là introvert hay extrovert, nó chỉ là cái đặc điểm của tính cách thôi. Nhưng mà tại vì họ phù hợp với cả các dạng công việc, thế mà các công việc đấy thì thường là trông có vẻ thông minh hơn đó. Thế nên mọi người có cảm giác là introvert thông minh hơn là vì thế, và extrovert thì thường là mọi người cảm giác là sẽ thông minh về mặt trí tuệ cảm xúc hơn là vì vậy, tại vì họ chỉ đơn giản là giao tiếp nhiều, họ practice nhiều thôi đó. Ngoài ra thì xét về mặt giao tiếp thì nếu như mà bạn vứt vào, à đấy, quên mất, nói thế thì mới thấy rằng là mình giống introvert không? Tại vì mình hợp với cả những cái công việc mà cần phải, không phải đòi hỏi, mình có thể ngồi lì một chỗ và làm đi làm lại một việc gì đó. Tức là cái tính kiên nhẫn và tập trung trong công việc của mình nó cũng khá là cao. Nhiều người introvert thì họ sẽ dành nhiều thời gian vào các cái hobby mà tốn thời gian ấy. Còn người extrovert thì thường là sẽ dành nhiều thời gian vào các hoạt động thể dục thể thao, tương tác, chơi bời nhảy nhúa với cả bạn bè. Đó, thì mình thấy là mình hợp với cả introvert hơn. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng rất thích các hoạt động mà outdoor, rồi tương tác với cả mọi người, chỉ đơn giản là đi ra dạo phố, đi lòng vòng, gặp gỡ người này người kia là mình cũng thấy vui rồi. Nên ở trong cái phần này thì mình cũng có cả hai, về mặt công việc thì hợp với cả introvert, nhưng mà về mặt giải trí thì mình lại hợp với cả extrovert. Về mặt giao tiếp thì người introvert thì họ rất là ghét các cái small talk. Small talk ở đây tức là kiểu gặp xong rồi nói chuyện vài câu xã giao bình thường, kiểu hello, how are you, what did you do last weekend, kiểu kiểu như thế ấy. Đấy, còn deep talk tức là bạn nói chuyện sâu hơn, thực sự là tìm hiểu người đấy, lắng nghe người đấy để biết xem là người đấy là ai, kiểu các thứ. Thì nói một cách đơn giản là nếu như mà cho vào một cái party thì cái người introvert họ sẽ ngay lập tức tìm kiếm những cái người mà giống họ hay là có cùng sở thích để nói chuyện với những người đấy, và có khi cả cái buổi party đấy họ chỉ dính đến những một cái nhóm người cố định thôi. Còn sau khi đó extrovert thì họ sẽ chạy đi và nói chuyện với tất cả các mọi người, ai họ cũng nói chuyện vài phút viết các thứ, và có vẻ là giống như một người cực kỳ là hào sảng, hoạt bát ở trong cái party đấy. Thì trong cái này thì là mình lại là điển hình của introvert, còn Phan Anh là điển hình của extrovert. Bọn mình đi party ở công ty ý, thì Phan Anh sẽ ngay lập tức ra bắt chuyện với tất cả mọi người, kể cả đấy là người ở công ty mình. Còn trong đó kể cả mình làm việc ở công ty đó thì mình cũng chỉ ngồi với cả những người mà hợp huyết nói chuyện, và mình thường là nói chuyện sâu về một cái vấn đề gì đó. Và vì là cái việc mà nói chuyện sâu đấy ý, thì nó sẽ nó phản ánh thêm nữa rằng là những người introvert thì hay có xu hướng là có những cái mối quan hệ lâu dài, sâu sắc hơn. Còn những người extrovert thì thường là có mối quan hệ nông, tức là họ có thể rất là nhiều bạn nhưng mà lại ít bạn thân, hoặc là ít những cái bạn mà chơi lâu ấy, tức là mối quan hệ của họ hời hợt hơn. Và họ thường là vì là các mối quan hệ của họ hời hợt hơn nên thường là họ là một người rất là self-centered, tức là họ rất là quan tâm đến cái bản thân mình, coi mình là tập trung của các cái vấn đề, tức là mọi vấn đề xoay quanh mình ấy, ít để ý đến các cái vấn đề của người khác, tức là một người không giỏi lắng nghe lắm và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nhưng ngược lại thì họ lại rất là quan tâm đến các cái cách nhìn của người khác đối với mình, tức là họ cần người khác chứng nhận cho những cái việc làm của họ, chứng nhận cho con người họ. Họ quan tâm đến việc người khác nghĩ họ như thế nào,
và bản thân họ phải được định giá bởi người khác. Còn đối với người introvert thì thường là họ không quan tâm nhiều đến việc là người khác nghĩ gì về họ và bản thân họ biết họ là ai và không cần phải định giá bởi người khác. Thì cái này thì mình cũng là ở giữa. Mình quan tâm đến những người mà yêu quý mình, tức là mình rất là quan tâm cái ý kiến của những người yêu quý mình về mình, nhưng mình không quan tâm lắm đối với những người ý kiến của những người ghét mình về mình, nên mình là ở giữa. Nhưng mà Phan Anh thì lại là extrovert. Phan Anh cực kỳ quan tâm đến những cái ý kiến mà người khác đánh giá về Phan Anh. Thế nên mình bảo với các bạn là Phan Anh là một người rất là tự tin ấy. Tự ti ấy. Xong rồi các bạn bảo là Phan Anh như thế có gì mà tự ti. Ừ thì đúng, mình thấy Phan Anh không có gì là tự ti cả. Cũng là một người thông minh, giỏi giang, khá là nhanh nhạy, học tốt, giao tiếp cũng tốt. Nhưng mà Phan Anh luôn tự ti. Lý do tự ti thì là chắc là tại vì tiếp xúc với cả nhiều người xung quanh và ít nhiều người khen ngợi Phan Anh chăng? Mình không biết, nhưng mà thực sự là Phan Anh rất tự ti và Phan Anh luôn quan tâm xem là người khác nghĩ gì về Phan Anh. Thế nên đợt này sau khi mà làm YouTube xong ấy, thấy mọi người kiểu khen Phan Anh ấy, thì mình thấy rõ là có sự tiến bộ trong con người Phan Anh luôn. Tức là kiểu thấy tinh thần vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, năng nổ hơn. Đó, thế nên đấy là một cái dấu hiệu rất là rõ của extrovert luôn. Buồn cười. Ok, và đây sẽ là mua đến cái phần mà đối với người introvert và extrovert thì nên đối xử với họ như thế nào. Cái này cũng khá là thú vị, mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Đối với người introvert thì mình nói introvert trước nhá, tại vì mình cảm giác là mình hợp với introvert hơn. Là, à không, họ nói ấy, rằng là đầu tiên là bạn cần phải tôn trọng cái sự riêng tư của người introvert. Cái này thì chắc là không đúng với mình lắm. Tại vì mình không quan tâm lắm đến sự riêng tư. Mình rất là dễ dàng mời người khác đến nhà, share phòng, share đồ đạc của mình cho người khác. Và nếu như mà mình đang làm một việc gì đó mà ai hay là mình làm một cái việc gì đó mà ai đó tự dưng nhảy vào kế hoạch của mình và muốn tham gia cùng hay là muốn hợp tác cùng hay gì đấy, thì thường là mình không quan tâm lắm. Trong khi đó Phan Anh thì lại rất là quan tâm đến vấn đề đó. Như kiểu kênh YouTube của mình, một trong những lý do mà bọn mình không muốn tham gia vào Net cũng là vì Phan Anh không muốn ai can thiệp vào kênh YouTube này. Tại vì Phan Anh muốn là kênh này chỉ là do hai vợ chồng thôi. Thế nên kể cả một số bạn cũng muốn là giúp đỡ bọn mình, chẳng như là làm phụ đề này, hay là chỉnh sửa video này, hay là rất nhiều bên rủ bọn mình vào Net này, thì Phan Anh cũng từ chối hết. Tại Phan Anh không muốn ai can thiệp vào hết, chỉ có hai vợ chồng làm. Đó. Cái ý thứ hai là không bao giờ làm họ xấu hổ trước công chúng. Cái này cũng không phải là mình. Cái này là Phan Anh. Phan Anh rất là ngại khi chắc là đúng. Phan Anh rất là ngại khi mà bị nói xấu trước mặt. Tức là Phan Anh coi là việc thà nói xấu sau lưng còn hơn là nói xấu trước mặt. Tức là Phan Anh biết là mình rất hay nói xấu Phan Anh với cả bạn bè của mình các thứ. Nên Phan Anh mỗi lần mà mình nói chuyện với bạn bè thì ngay lập tức Phan Anh sẽ nói rằng là lại nói xấu anh chứ gì, kiểu như thế. Tức là Phan Anh mặc định là khi nào mình mở miệng ra nói chuyện với bạn bè thì tức là mình đang nói xấu Phan Anh. Nhưng mà Phan Anh cực kỳ ghét khi mà ngay mà kiểu hai đứa ngồi với nhau mà mình mở miệng ra nói xấu Phan Anh ngay trước mặt Phan Anh, thì Phan Anh cực kỳ ghét. Không hiểu. Observe first. Cái ý thứ ba là hãy để cho những người introvert quan sát trước. Tức là khi mà bạn ra bất kỳ một nhiệm vụ nào đó thì để cho người ta quan sát trước trước khi mà ép họ làm. Cái đấy cũng hợp với Phan Anh chứ không phải là mình. Phan Anh là thường là sẽ thích là người khác làm mẫu trước và sau đó làm theo. Còn mình thì thường là sẽ thích thử luôn cùng một lúc. Cho họ thời gian để suy nghĩ. Cái này cũng không phải là mình đâu, cái này là Phan Anh. Phan Anh chắc chắn là phải cho thời gian để nghĩ. Phan Anh nghĩ hơi chậm, mình luôn nói thế. Còn mình thì thường là cái tốc độ nghĩ của mình khá là nhanh. Don't interrupt them. Đừng có gọi là cắt ngang họ. Cái này cũng không phải là mình nốt. Cái này cũng không phải là Phan Anh. Cũng không phải lắm. Cái nữa là đừng có cổ trách họ trước mặt người khác. Tức là nếu mà có góp ý hay là cái gì thì phải nói riêng với cả họ. Và hai là nếu mà muốn dạy họ một cái gì đó thì cũng nói riêng với cả họ. Cái này cũng không phải là mình đâu. mình không quan tâm lắm với việc mà phơi bày những cái xấu của mình cho người khác biết. Thế nên nếu mà ai có của trách mình hay là nói mình những cái việc xấu của mình ra trước mặt mọi người thì cũng không có phiền lắm. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng sẽ rất là phiền nếu như việc đấy là việc nói oan uổng. Tức là nếu mình không làm việc đấy nhưng mà lại phê bình xấu các thứ thì mình khá là khó chịu.
Nhưng mà nhìn chung nếu như mình có cái gì sai sót mà mọi người nhận xét ngay trước mặt hay là nói ra thì mình cũng không có quá phiền cái việc đấy. Và thậm chí thì cái việc đấy nó còn có tác dụng tốt với mình. Mình nhớ là hồi lớp 9 có một lần mình quay cóp. Mình quay cóp xong rồi bị bắt. Hình như là lớp 8 hay lớp 9. Nói chung là đâu đó hồi cấp 2 mình quay cóp và bị bắt trước lớp. Mình nhớ lúc đấy mình rất là xấu hổ. Và kể từ lần đấy mình thề mình không bao giờ quay cóp luôn. Và đúng là từ lúc đấy sau là mình không quay cóp một tí nào luôn. Cho đến lúc lên đại học hay là mình cũng không quay cóp một tí nào. Thế nên có rất nhiều lần mà các cái bài kiểm tra mà thậm chí mình có bị 3-4 điểm hồi cấp 3 và kể cả hồi đại học. Thế nên mình nghĩ là cái việc của trách hay làm mình xấu hổ trước đám đông thì nó sẽ mang lại cái lợi ích tích cực cho mình chứ không phải là tiêu cực. Hay là đơn giản là dạy mình, dạy dỗ mình cũng không sao cả. Cái tiếp nữa rằng là hãy chấp nhận nhận việc họ chỉ có một người bạn, tức là đừng có cố ép họ phải có nhiều bạn, quen nhiều bạn thì mình thấy cũng không phải mình nhưng mà hợp với cả Phan Anh. Sorry, ý mình nói introvert trước tại vì cái đấy nó không giống mình. Anyway, bây giờ sẽ là các cái cách đối xử đối với cả người extrovert. Đối với người hướng ngoại thì việc quan trọng nhất là bạn phải tôn trọng cái sự độc lập của họ. Cái đấy thì mình thấy đúng, giống như mình. Tức là mình rất là ghét khi mà ai đó bảo mình là phải làm thế này thế kia chỉ vì đơn giản rằng là họ lớn hơn mình hay là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hay thế này thế nọ. Tức là nếu muốn thuyết phục mình chỉ đơn giản là hãy thuyết phục bằng lý trí, tức là nói tại sao cái này đúng, cái này sai các thứ, chứ đừng bao giờ kiểu nói theo dạng là mình phải phụ thuộc vào người ta hay là mình phải nghe người ta vì một cái lý do nào khác, không phải lý do hợp lý đó. Thế nên đúng là phải respect cái sự độc lập đấy. Cái thứ hai là khen ngợi họ trước công chúng. Cái này mình nghĩ là cũng hợp lý. Mình nghĩ là việc khen ngợi đấy thì nó rất là đúng với mình. Tức là nếu mà được khen ngợi đấy thì mình cũng có thêm năng lượng. Cái này chắc là cũng đúng với Phan Anh luôn. Khi mà Phan Anh được khen ngợi nhiều thì mình cũng thấy tự dưng Phan Anh làm các cái việc khác nó cũng tốt hơn. Cái thứ ba là ghi nhận những cái cố gắng nỗ lực của họ. Cái này cũng chả khác gì cái việc mà khen ngợi họ trước công chúng. Cái thứ tư là cho phép họ được khám phá. Cái này mình thấy rất là đúng. Một trong những lý do mà mình làm việc rất là tốt ở công ty mình lại tại vì mình may mắn là gặp được những cái principle cực kỳ là hợp gu. Tức là mình may mắn khi mà mình vào công ty của Pháp, mình gặp ngay được một cái ông principal, ông ấy giống như kiểu người quản lý của mình ấy. Và ông ấy cho mình quyền tự do cực nhiều. Tức là trong một cái project đấy gần như là ông ấy chỉ vẽ vớ va vớ vẩn vài nét thôi. Xong rồi ông ấy vứt cho mình và ông ấy cho mình triển khai. Và khi mà ông ấy cho mình tự do triển khai như thế, mình thoải mái làm này thế kia thì mình bộc lộ được cái khả năng rất là nhiều luôn. Thì ông ấy cực kỳ hài lòng. Tức là ông ấy cũng có góp ý, ông ấy bảo chỗ này sai, chỗ kia sai. Đấy, ông ấy phê bình mình trước công chúng chỗ sai và sau đó mình sửa lại, mình cũng lắng nghe. Thế là ông ấy đánh giá cao cái việc là mình tức là mình có tính tích cực chủ động phát triển cái công việc đấy mà không phải nói từ A đến Z. Tức là ông ấy không cần mất thời gian nói cho mình từ A đến Z. Và ông ấy cũng đánh giá cao cái việc mà mình lắng nghe để nhận lỗi và sửa sai đấy, chứ không phải là kiểu thấy nhiều đứa khác ấy thì khi mà bị gạt cái phương án đi thì thường là nó có cái thái độ kiểu buồn, nó cũng không hẳn là chống đối nhưng mà thái độ kiểu không vui vẻ lắm. Còn mình chỉ đơn giản là ok, it makes sense, kiểu như vậy. Và sau đó mình sửa. Và với một tinh thần là vừa sửa mà vẫn tiếp tục kiểu phát triển cái ý tưởng đấy. Thế nên ông ấy đánh giá rất là cao. Nhưng cái đấy cũng là may mắn, tại vì đôi khi mình cũng bị nhảy sang làm việc với cả một số các principal khác thì thấy là nhiều người họ rất là cứng nhắc, tức là họ bắt là mình phải làm y hệt như thế. Họ đưa ra một cái bản vẽ và họ không cho mình thay đổi một cái gì cả. Họ muốn là mình phải thể hiện y hệt như thế. Và làm việc với những người như thế mình cảm thấy rất là khó chịu và mình cứ cảm giác là tù túng và không được, tức là tự bản thân mình thấy là cái năng suất công việc của mình hay là cái performance của mình nó cũng kém đi hẳn. Thì mình rất là may mắn là khi mình vào công ty, từ cái hồi mình làm intern mình cũng gặp một ông principal cũng cho phép mình như thế nên mình thể hiện rất là tốt và công ty nhận mình làm full time. Và bây giờ khi mà mình vào làm full time thì người đầu tiên mình gặp cũng là một ông như vậy và làm cho mình boost lên rất là nhanh. Đấy thì mình thấy là cái đấy cực kỳ là đúng luôn. Cho khi mà gặp một người mà cho mình có khả năng explore các thứ là mình phát triển rất là tốt. Đấy là người extrovert. Và cái thứ điểm nữa rằng là hãy làm cho họ ngạc nhiên. Mình nghĩ là tất cả những cái gì làm cho mình ngạc nhiên thì là thì đều có cái kết quả tích cực. Điều nữa là offer them option, tức là cho họ nhiều cái sự lựa chọn. Cái này thì thực ra không thấy thể hiện rõ lắm trong cuộc sống của mình, tại vì thường là mình tự làm các cái sự lựa chọn.
không biết được. Điều cuối cùng nữa là nó nói rằng là hãy thể hiện ra, tức là hãy làm những cái physical, verbal, gestural, tức là nếu mà đại loại như kiểu là nếu mà bạn giao tiếp với cả người extrovert ấy, thì bạn cần phải thể hiện rõ ràng bằng hành động, lời nói và điệu bộ cử chỉ thì họ mới có thể hiểu được. Tại vì người extrovert họ cảm nhận các cái kích thích nó ít hơn người introvert mà. Người introvert thì có thể là họ cảm nhận được, tức là họ dễ đoán được các cái hành động mà bạn không biểu lộ ra. Còn trong khi đó người extrovert thì bạn phải biểu hiện ra rất là rõ ràng thì họ mới có thể nắm bắt được. Thì cái này không đúng lắm với mình. Mình nghĩ là mình bắt được ý của người khác khá là nhanh, tức là mọi người chỉ cần thay đổi một tí xíu trong cái thái độ và cách cư xử thôi là mình có thể nhận ra được. Cái này cũng không giống Phan Anh. Phan Anh cũng khá là tinh tế khi nhận được cái dấu hiệu của người khác. Đó, vậy thế xong rồi. Tất cả những cái nội dung mà mình nói trong này mình đều có gửi link cho các bạn ở phần description video, nếu các bạn thích thì có thể xem thêm. Tại sao mình hay nói về mình và Phan Anh? Tại vì mình muốn cho các bạn có những cái ví dụ thực tế của bọn mình ấy, để các bạn có thể dễ hình dung cho cuộc sống của các bạn như thế nào. Vậy thế nha, chúc các bạn có thể nhận định bản thân mình rõ ràng hơn. À, với cả có một số các lời khuyên của mình, nhiều người hỏi mình rằng là kiểu làm sao để người introvert có thể thành công được ấy ở trong môi trường ấy. Tại vì như nói rằng là người extrovert thì thường là quảng giao hơn, và nếu mà trong môi trường mà đòi hỏi cần phải sự giao tiếp hay là tiếp xúc với cả mọi người hơn ấy, thì introvert thì có vẻ là sẽ phải lép vế. Nhưng thực ra ấy, thì như mọi người phân tích đấy, là người introvert tuy là họ không có kiểu quảng giao nói chuyện với cả nhiều người, hay là thích ở bên nhiều người, hay là đàn đúm với cả nhiều người, nhưng mà họ có một cái lợi thế là họ biết lắng nghe, họ có sự kiên nhẫn, và họ làm rất là tốt với cái deep talk. Vì vậy nên nếu như bạn là một người introvert thì thay vì việc là kiểu đi xung quanh chào hỏi hay là dành nhiều thời gian với cả tất cả mọi người cùng một lúc, thì bạn hãy đánh từng người một. Tức là trong một cái mối quan hệ ở công ty các thứ, hãy tạo cái sự tin tưởng cho người khác bằng những cái suy nghĩ sâu sắc của bạn. Mọi người hay nói là introvert chính là các thinker, tức là những người mà quan sát và biết suy nghĩ, biết lắng nghe. Thì đấy là một cái điểm mạnh rất là lớn của introvert. Thì nếu như là bạn là một người introvert, tự nhận mình là introvert, thì các bạn sẽ tập trung vào các việc đấy. Cái việc mà phát biểu giữa đám đông nó khác với cái việc là đến một cái party xong rồi giao tiếp với cả mọi người. Cái kỹ năng phát biểu presentation và trình bày ý kiến của mình nó không liên quan gì đến introvert và extrovert cả. Các bạn đừng biện hộ nếu như các bạn không làm được tốt việc đấy. Bất kỳ một người introvert hay là cả sếp gì đấy, họ vẫn có thể trình bày được các ý tưởng của mình rất là tốt. Tại vì cái đấy nó chỉ đơn giản là self-reflect thôi, tức là họ nói ra những cái gì họ nghĩ trong người, chứ nó không phải là tương tác với cả người khác. Còn nếu mà trong một môi trường, trong cái công việc ấy, mà bạn cần phải giao tiếp, bản thân mình đây là một người mà ở trong công việc mình tự nhận thấy rằng là mình không giao tiếp giỏi, tức là mình không phải là người mà cứ chạy đi nói chuyện với cả mọi người trong công ty. Nhưng mà mình có thể lấy một cái ví dụ là khi mà mình có một cái quan hệ rất là tốt với cả một người mình không làm việc cùng một chút nào hết. Công ty mình có một cái ông ấy rất là hay mặc quần áo loè loẹt. Ông ấy không phải gay đâu nha, ông chỉ là người bình thường, nhưng ông ấy rất thích mặc kiểu áo vàng, áo hồng, áo xanh chóe, kiểu như thế. Hồi xưa thì công ty mình ấy, cái cốc của công ty mình nó có nhiều màu khác nhau, cũng màu loè loẹt như thế. Xong có một hôm mình thấy ông ấy đi ra bếp, ông ấy đứng, ông ấy nhìn đống cốc một lúc. Xong rồi ông ấy không biết là ông nhìn đống cốc, nhưng mà có vẻ là ông ấy không biết là lấy cái nào. Xong mình đi ra đấy, mình nhìn ông ấy mặc một cái quần màu hồng, xong mình mới chỉ vào cái cốc màu xanh, cốc màu cam. Xong mình bảo là tao nghĩ màu này sẽ match với cả cái quần của mày. Thế là ông ấy cười, xong rồi ông ấy bảo good idea, xong rồi ông ấy cầm. Thế là lúc đấy thì bọn mình bắt đầu nói chuyện một chút về cái màu sắc, chẳng như là mày thấy màu này như thế này như kia, xong rồi tao thấy mày thấy kiểu mặc quần áo loè loẹt như thế này thì có sao không? Tao thấy nó rất là vui, kiểu làm cho mọi người vui mắt các thứ. Thế là từ đấy sau mỗi lần mình gặp ông ý thì bao giờ bọn mình cũng cười với nhau, nói chuyện với nhau chỉ có vài câu lại hello how are you thôi. Nhưng mà rõ ràng là bọn mình có một cái mối quan hệ và đặc biệt hơn. Và khi mà ông ý, gia đình ông ý có vấn đề gì đấy thì mình cũng ra hỏi và ông ý dễ dàng chia sẻ với mình hơn. Đấy thì mình có lời khuyên cho các bạn, nếu các bạn là introvert thì các bạn hãy dùng cái điểm mạnh của mình, tức là quan sát nhiều hơn và cố gắng tiếp cận với từng người bằng cái tấm lòng chân thành của bạn. Nói thế thì hơi kiểu phù phiếm, nhưng ý mình nói là quan sát và tìm những cái đặc điểm chung để có thể kết nối hai người lại với nhau thành một cái mối quan hệ bạn bè, có thể bạn bè hơn xã giao một chút, tức là thực sự là quan tâm đến nhau chứ không phải chỉ là hello how are you. Đó, thì đấy cũng là một cái cách mà bạn có thể tạo được cái network của mình và sử dụng cái cách đấy đối với cả khách hàng cũng thế. Mình cũng có nói chuyện với cả một số những cái kiểu vendor, những cái người mà họ bán vật liệu xây dựng ấy,
những cái của công ty đối tác ấy, thì khi mình nói chuyện với họ thì mình cũng quan tâm đến từng vấn đề, lắng nghe họ nói các thứ. Thế là lần sau các ông ấy thay vì gọi điện cho sếp mình hay thứ, ông ấy gọi điện thẳng cho mình để gặp các vấn đề rồi mời mình đi ăn trưa để có các mối quan hệ. Đấy, tức là bạn đâu cần phải rất là hoạt bát, năng nổ hay là gọi là hào sảng đi nói chuyện bắt chuyện với nhiều người đâu, nhưng mà nếu như bạn quan tâm đến các cái đối tác của bạn, người làm việc với bạn thật lòng ấy, thì họ sẽ, bạn vẫn dễ nhận được cái sự tin tưởng đối với họ. Và mình nhớ là trong một lần mình phỏng vấn nói chuyện với cả bạn Vân ấy, bạn đấy cũng là người Việt Nam sang đây học và bạn ấy đi làm sale, tức là bạn phải cạnh tranh với cả người bản địa, mặc dù là tiếng Anh của bạn không phải chuẩn 100%, accent của bạn không phải 100%, nhưng bạn ấy vẫn làm công việc rất là tốt tại vì bạn có kiến thức chuyên môn. Thì đối với cả người introvert thì họ có thể dành thời gian nhiều vào nghiên cứu, đầu tư vào chuyên môn hơn. Thì khi mà bạn nói, mỗi lời nói của bạn nó sâu sắc, nó có tính, có độ tin tưởng trong đấy, thì bạn vẫn làm cho người khác tin cậy và muốn giao tiếp, muốn tiếp cận bạn. Chứ không nhất thiết là bạn cần phải là một người rất là năng động và talkative. Đó, đấy là lời khuyên của mình thôi. Thế nhá, chúc các bạn thành công trong công việc. Bye bye.